Okay, my turn. Nên nó đắp mền cho con su để tối con su lạnh. Oh yeah. Trời đó, ơi, nó rượu ràng mà nó lẹ nàng ai đâu cái mũi luôn. Mũi sâu của con cha. Mommy, in his mouth is stinky. Ung trời tay cho đã kêu ta thúi. Ngộ không? Vô lý không? No, his mouth. À cái miệng thôi. Con nói vậy đưa cái miệng vô hưởng chi vậy? Con nói hơi su ơi. Đánh răng đi. Mommy, he would duff in the water. Oh, sao? Mommy is gonna be a scaredy cat in the water. and the kitty cat in the other one. Nó nói thằng su là nó sẽ đi xuống nước là su sợ lắm á. Tự nhiên hung á, người ta cái miệng, người ta cái kêu quấn miệng, người ta thúi vô lý. Vô lý thần kiệt dễ sợ. Làm sao? Mommy, he's so adorable in the blanket. He's so what? Trời ơi, thôi đó ra bồ. He's so adorable. Nó nói mẹ, mẹ su đắp mền nhìn nó đáng yêu quá mẹ ơi. Đáng yêu bằng chê chê thôi. It's hurt. Thương nó đó. Mommy, can I stay next to Sal? Con nào con nói bà ngoại, là ngoại lấy cái đó ra các ngoại. Đồ giống nữ hàng, hàng nữ hàng băng giá quá. Rồi nằm xuống đây, nằm xuống su đi, lên nhờ su mượn cái gối đi, nói su cho chị cho em nằm. Trời ơi, nó mơ đi. Thôi mệt quá. Bad party mà. Anh muốn phải chuẩn bị đăng ký đi chứ. Đăng ký rồi hả? Đăng ký rồi hả? Ba. Gì cơ? Đúng rồi, con đâu có cần sự giúp đỡ nào đâu. Đắp cho Su đi. Mommy, he's so adorable. Trời ơi. Mom, and he's just like a grandpa when he's in there. Sao kêu cho grandpa? Rồi nó nói mẹ, mẹ chay là quá là siêu dễ có gì đó. Su là quá siêu dễ thương khi mà đắp mền. Có gì đâu. Ờ à, đúng rồi, mẹ thấy chay trong mấy kiến đó. Nhưng mà chay đang cần uống nước kìa, chay bị nước cục kìa. Uống nước vô con, đó thấy chưa. Nước cục có nghĩa là cái hiện tượng khát nước đó con. Phải uống hết nửa chai nước này mới hết nước cục à. Rồi uống nước vô. Con cảm ơn mẹ. Uống hết nửa chai luôn con. Uống nhiều vô mới hết nước cục lại lên. Uống nhiều vô. That's so the all the backers can get it here. Là sao? So the comes going here. Là sao? Mommy, the gì? Hiccup. Uống nước, uống hết nửa chai nước vô bị hiccup. Đúng rồi, con uống hết nước rồi, uống hết vô rồi hiccup nó mới hết. À cái gì đó, cái nứt cục á, tiếng Anh gọi là hít cấp nha cô chú. Người đó hả? Hít cấp hả? Ừ. Not hít cấp. Mò No more. Một chút nữa thôi. Chút nữa thôi. Chút nữa là sách liền. Cực vô liền. Nữa, nuốt xuống. Nuốt mạnh xuống. Là con đè cái nứt cục xuống luôn. Khi mình nuốt xuống của mình đè cái nứt cục xuống là nó đi vô chỗ khác luôn. Đúng rồi, đè nứt cục xuống. Đè xuống. I drink a lot. Here, booty. Size 8, 20, đập cho bây giờ cái chai nha. Where's Sal? Nói con uống nhiều quá rồi. Chai, stop. Ờ, gu gây. Gây sâu xảo rồi. Gây. Nhỏ. Mama, I really like Sue. Con rất là thích Sue hả con hả? Uh-huh. No, Sue, I love you. Oh, Sue, I love you, yêu Sue. Don't go. Yêu Sue, nói Sue đừng đi nha Sue. Sao con không lại con ôm đi bao là cái đi con. Mama. Ủa, hôm qua. Thôi con. Xử con kiểu vậy nha.
Hôm qua hôm qua hả, A Trì nó vừa nhào tới là A Trì chào Bao La, cái nó nói đừng đừng đụng Bao La, Bao La giới thiệu tên tuổi của Bao La liền. Giới thiệu tại vì em bây giờ em nó sợ đó. Lớn tuổi quá rồi con. Nó sợ đó, con sợ ai hết nữa đó, nó tự bảo vệ cho nó thôi. Nhìn thẳng ra nhìn gì vậy? Có ra thì bu à. Thôi nghe chơi. Con có muốn xin cái mô Phật của ông Lũ không? Yeah, đắp bát ít thôi con hả? Nó cô chú, con Su, con Chay nó đắp mền cho Su từ nãy giờ mà Thu sợ thở luôn xí. Hồi nãy giờ cô chú thấy nó đâu có thở đâu phải không? Bỏ bả lên 16 phút mà. Đấy, bỏ lên nãy giờ đó. Mom, I can't tell. Đó, nó đắp mền cho Su, Su nãy giờ nóng quá ngồi thở được. Đúng rồi, con trợ oxy cho Su đi. Trợ oxy gì mà có vụ đó nữa trời. Wow, dữ dội luôn. Trời quá trời luôn. Nhã không kẻ. Con ghé hát cho Su nghe đi. Hát đi con. Cái gì diễn cho Su coi đó cô chú thấy không? Very good song con. Hay lắm, hỏi Su con nghe chưa, thấy chát hay không? Đừng có đi vòng vòng con. Đứng một chỗ ca sĩ chi đi vòng vòng không vậy? Rồi về tự tự chế bài hát rồi. Cái của mình đi qua cái mời con ấy. Ừ. Quá hay luôn. Hay gì mà ngay đủ rồi à. Rồi ok, I can show you the world. Rồi hát nha. À bây giờ con hát cho bà ngoại nghe coi. You can call me gì đó. Gì đó cái bài gì quá rồi. Cái gì đó. You can call me your name. Cái gì mà nó hát quá trời. Đó. Sara, trúng cảnh bà. Rồi, call me if you want. Call me if you eat me. I need me. Thôi đừng, đứng hát thôi. Rồi. Giữ chưa? Bây giờ là call me if you want. Call me if you need me. Call me if you need. Hay ghê không? Chứ chúm chúm cái chân nó vô thế ngoại. Sunny. À, ông hát không hát, sorry. Call me if you want it. Coi chừng trúng bạch bàn nha. Thôi call me if you want. Call me in the morning. Call me if you hear. Hát sao bà hát sao? Mama, Sue's looking at the polish. No. He was Sue, to your polish. Sue nó chạy lên nó nhìn cái móng chân của mẹ sơn màu gì hả? Con móng chân mẹ màu gì đây? Móng chân mẹ màu gì con? Sáng tác. Ôi trời, hay chưa bà ngoại? Hay chưa ngoại? Thấy chưa? Dữ lắm á. À, nắm tay nó.
Thì mẹ đang mặc đồ ngủ rồi, mẹ đang mặc đồ ngủ. Bye daddy. Can you come here? Please. Ok, rồi cô chú chưa thấy cái này trên video. Hold hand, hold hand. Đứng xích xa ra kia chút đi cho con quay các bác. Rồi, đó đúng rồi. Ok, hold hand. Rồi. 1 2 Wow. So fancy. Again. Bộ ngoại sắc nó mặt luôn á. Nó đi học gymnastics đó cô chú. Oh, she got gymnastics tomorrow, right? Gymnastics, no. Tomorrow is Sunday. Sunday, no gymnastics. It's only Saturday, baby. And camp is from Monday through Friday. Ok. Chay nó quay nó không xỉu, bà ngoại xỉu luôn á. Thôi được rồi con, được rồi. Ok, that's good enough. Được rồi. Su nói sao? Con nói kêu nói Su ơi hát bản đi. When you dance, then you stop being loud. À, ngộ vậy hả? Say it again. Mom, did you hear him? Ừ, nghe rồi. Sorry, ừ, nó he nói said, gì? He said, you don't dance at the pop show too. You don't dance at what? The pop show. Sao tại sao không dance the pop show? Lý do là sao? Because it's allowed to be a not pop show. À, tôi nói là không được nhảy phải không? Không được nhảy cái pop show phải không? And you can't run around because the pool are not really safe over there. À, không có thể chạy vòng vòng tại vì đằng kia có cái hồ bơi, đằng kia là không chạy chạy là không có an toàn đúng không con? Uh-huh. Đúng and rồi. The sitting place are not dangerous, but they're a little bit dangerous. À, cái sitting place hả? Là sao cái chỗ đó chỗ ngồi mà người sao không an toàn mà nó an toàn là sao? À cái loa à nên à đó tự chế đó tự chế đó ừ tự chế ra đây độc thoại đó bác gái. À ờ ok để tự chế tự nói đó bác gái. À rồi, đúng rồi, mình tới cái chương trình này là mình phải để mình dịch tiếng Việt cho cô chú mới hiểu. Mình tới cái chương trình này là mình phải là hứa là mình không được chạy vòng vòng, đúng không? Chạy vòng vòng nó nguy hiểm. Nói đi Su. Rồi Su nói gì? Don't put your shoes on in case somebody hurts the shoes when they stretch it. À, Su nó nói là hả, đừng có cởi giày ra, người ta làm hư giày mình đúng không con? Rồi, đúng rồi. The pop show is really dangerous. The pop show là gì vậy? Say it. The pop show is really dangerous. Uh-huh, that's okay. Right. Now say it again. He said, do you want to run the pop show? No. Ồ, Su nó hỏi hả, mình có thể nào chạy vòng vòng ở cái sự kiện đó được không? Pop show đó được không? Chay nó không, đúng không con? It's really dangerous. Sao nãy giờ cứ nói nó hoài. Mama, no. À, nói đi, quên, nói. You know, no cameras and no phones and no tapes. Là gì? Wow. No. Không được xài điện thoại luôn hả? À, chứ gì? And no record. Không được quay phim luôn hả? And you can't. À, cái chương trình nó gì đặc biệt dữ? À, mà sao cái chương trình gì đặc biệt mà không được làm gì hết vậy? Bà Dung ngồi xuống coi nó nói gì nè. Okay. He said no dangerous and it's a little bit dangerous, but it's not the way you say it. Okay, it's dangerous. It's not the way you say it. He said it's not the way you say it. Oh. For yourself. It's not the way you say it. Tell me what you want. Okay. Không giờ để đọc thoại. He said he wants to sleep. But he can't. Ừ, sao nữa con? And chay con chay nó nói chuyện kiểu này khó dịch cho cô chú nghe chứ sao? Cô không biết được con dịch gì. Yeah. Chỉ có ai mà hiểu tiếng Anh đó thì nghe là mình biết cái đó gì. Chứ mà còn he said, nó nói cái gì đâu không hả? Dịch không biết đường dịch với nó luôn. He said water bring it. À, nó là đi cái này mình uống nước phải không con? Con nói làm sao cho cái câu cho mẹ hiểu, cho mẹ dịch cho cô chú chứ con nói gì đâu không à. Hả? Okay, so we're dancing right now, so don't run around. À, mình đang nhảy là mình không được chạy. À, mình giả bộ mình làm trẻ em nha. Rồi sao nữa? There's no running in here. So tell them to run
and stop in the gymnastics for no sing with me. Đúng rồi, nó mấy đứa nít không được chạy trong này. Can sing with me. Rồi hát với chung chơi, rồi hát. No, just you're not here yet. À, pretend. Người nãy cô nói pretend mà, nãy cô nói giả bộ mà. Hát đi. The kids are not here yet. Thì chừng nào nó ở đây? Chừng nào mấy đứa nít mới tới? Lâu lâu lắm mới tới hả? Trời ơi, lâu dữ trời. À, là nó đang chuẩn bị đậu xe, chuẩn bị ra ra ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. Chừng nào mấy đứa nít nó chạy là mình kêu tụi nó dừng lại liền. Phải không con? And did you unsizable? Unsizable là gì? So, the sizable means when you put the shoes on, then somebody will ruin your shoes and it will be hurt. À, ngộ ha. Uh-huh. But I mean about the shoes. Chay, 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 lại đây, mẹ hỏi nè, hỏi gì, lại dịch giùm mẹ cái này coi, vừa dịch giùm mẹ cái nè. Chay, nước này tiếng Anh đọc là sao? Nước tiếng Anh là gì? Water. Hiểu không? Hiểu chưa? Chay, con chó tiếng Anh đọc sao? Chó. Ủa còn cái này tiếng Anh là gì? Microphone luôn. Đúng rồi, hay á. Còn cái này tiếng Anh là gì? Shirt. Cái đầm tiếng Anh là gì? No shirt. No, tiếng Anh là cái áo. Cái đầm nó không chịu là đúng rồi. Có quần đâu, quần cái này là jumpsuit mà. Ừ, jumpsuit đúng không cái? Nguyên cái này, nguyên cái jumpsuit là nhìn giống cái bộ, nhìn giống riêng lẻ ha. Nhìn giống riêng lẻ. Chay, con cá tiếng Anh là gì chay? Cá. Cá hả con? Tiếng Anh là gì? No English. Con cá tiếng Anh là gì? Cá. Bậy không? Cá. Thôi rồi, không biết con cá cũng được. Fish. Rồi, cái gì ta? Cái đôi giày, cái đôi dép tiếng Anh là gì? Đúng rồi, shoes, đúng rồi. Cái bàn tay của mẹ tiếng Anh là gì? Đúng rồi, thì ghê chưa? Cái mặt chân của mẹ tiếng Anh là gì? Foot. Trời ơi, chưa có cái. I know everything. Con biết đúng mà, giỏi quá. Nó nói cái gì nó cũng biết cả cô chú. Bây giờ cái nhà này tiếng Anh là gì? Nhà. Con chó tiếng Anh là gì? Con chó tiếng Anh là gì? Con su tiếng Anh là gì? No talking. Ta không nói chuyện. Hay ghê. Chơi ghê. Dùng tiếng Anh là gì? Okay. Kids gonna be coming, but he's here yet. Trời ơi, hỏi cái nhà tiếng Anh là gì? House. Qua cái nó biết, nó hiểu hết tiếng Việt luôn, nó không hiểu cái chữ cái gì hết á, nó hiểu hết luôn. Trời ơi, cái chân tiếng Anh là gì? Foot, tôi có được đời không? Nói đúng chữ luôn á, một cái chân là foot, mà hai cái chân là feet đúng không? Mommy, the kids are here, but. Ai đây nè, đây nè, con mắt tiếng Anh là gì? Eyelashes. Con không phải con mắt. Mắt mà, mắt nó nhìn đó. Đúng rồi. Cái miệng đây ăn tiếng Anh là gì? Cái miệng là gì? Miệng. Miệng là miệng hả? Còn cái mũi tiếng Anh là gì? Mũi. Mũi luôn hả? Cái tóc tiếng Anh là gì? Tóc. Rồi cái cổ tiếng Anh là gì? Cổ. Nổ. Nổ hả? Ồ, còn dây chuyền tiếng Anh là gì? Dây chuyền tiếng Anh là gì? Buddha. Dây chuyền nè, không phải biết là Buddha là cái dây chuyền mà mô Phật. Nhưng mà dây chuyền tiếng Anh là gì? Dây chuyền tiếng Anh đọc Buddha. Ok, thấy đây. Wow, thấy mẹ hay chưa? Ồ, cái này thấy hư á. Con chụp không được đâu, con dở lắm. Boom. Thôi nhẹ nhẹ thôi, đừng có thấy mạnh quá. Thấy từ từ đó. Ui da, thôi nghỉ chơi thôi, không chơi này đi. Yes. Nghỉ chơi này đi. Trận không? Trận không? Nó về khoai lại phát xu nữa, xu xu đó cái đó lại. Rồi thôi. Thôi bây giờ bây giờ chào tạm biệt cô chú đi. Chào tạm biệt cô chú. Hát bài giờ rồi chào tạm biệt cô chú bài cuối cùng. Tell me if you want. Tell me in the morning. You'll be on the way. Hát đi. Katie Joyce. Rồi thôi, bye bye cô chú nha. Bye bye chú. Bye bye ông bà cô chú.
Trận lắm cô chú ơi, thôi bye bye ông bà cô chú nha.